Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh YouTube của mình nha, nơi mà các bạn có thể cập nhật được những mô hình và cây trồng tại miền Tây nha các bạn. Thì chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về chủ đề là cây hành nha các bạn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách trồng hành làm sao mà để cho hành nó lên là xanh tươi tốt nha các bạn ha. Thì ở đây thì mình trồng hành xanh tươi tốt như thế này thì mình có sử dụng một loại phân nha các bạn. Đó là phân là hạt tím nha các bạn ha. 12 xẹt 4 xẹt 2 cộng TE nha các bạn ha. Thì cái loại phân này á, thì cũng được gọi là phân NPK nha các bạn. Thì cái thành phần của nó thì cũng rất là nhiều thành phần, như ví dụ như là kẽm nè, rồi magie nè, rồi đạm này các bạn, nói chung là rất là nhiều thứ. Đây mình vét ra cho bạn xem nè, ở đây còn mấy hạt nè các bạn. Để lấy lên cho các bạn xem ha. Đây các bạn. Đây bạn, đây phân này là gọi là phân hạt tím nè, đó. Cái hộp nó màu tím luôn nha các bạn. Thì nó khác với cái loại phân NPK đầu trâu là ví dụ như là nó là ba màu nha các bạn ha, còn cái loại này thì chỉ có một màu thôi. Và cái bao của nó là cái liều lượng bao của nó là 25 kg ha, còn cái bao NPK mà đầu trâu á, thì nó sẽ là 50 kg nha các bạn ha. Đây các bạn nhìn rõ mà, ở đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem phân hạt tím luôn á. Thì mình bón cái phân này các bạn thì cái cây hành của mình các bạn nó xanh mưng mướt luôn á. Từ cái ngày mà mình gieo trồng mà mình đến cái ngày mà mình thu hoạch á, thì nó tầm khoảng là 45 ngày đến 60 ngày nha các bạn. Thì từ khoảng là tầm 45 đến 60 ngày là mình thu hoạch được rồi. Nhưng mà cái thời điểm á, mà mình để bón cái phân hạt tím này á, thì nó sẽ bón nó rơi vào là khoảng là 25 ngày nha các bạn. 25 ngày đến 30 ngày là mình có thể là bón được cái phân hạt tím rồi. Thì ở đây là mình cũng cho các bạn xem luôn nè, cây hành mình cũng lên cũng khá tốt nha các bạn ha. Thì ở đây là mình trồng là trên cái nền đất thịt nha các bạn, và có rơm nè các bạn, và cái khoảng cách trồng cũng rất là đều luôn á. Thì cái khoảng cách là một gang tay là một bụi nha các bạn ha. Ở đây cũng có đi ống nước các bạn nè, ống nước nè các bạn, ống nước tự động toàn bộ hết nha các bạn. Đó, ở đây thì mình chỉ đi cái phân NPK hạt tím này thôi các bạn. Là cái hiệu của nó là phân hạt tím 12 xẹt 4 xẹt 2 cộng TE. Đó, cái thành phần của nó mình cũng chia sẻ cho các bạn là nó cũng rất là nhiều thành phần. Ở trên cái bao bì của cái bao hạt tím luôn các bạn thì nó có luôn cái hướng dẫn luôn các bạn. Đây các bạn, đây các bạn xem. Đó, hạt tím nè, phân nè. Ở đây mình cũng mới vừa rải xong các bạn thì sẵn quay chia sẻ cho các bạn luôn. Cái nào nó thực tế thì mình đưa lên cho các bạn xem, chứ mà mình quay không mà mình không có phân thì các bạn cũng không có tin nữa. Ở đây mình quay thực tế luôn các bạn. Nó nhìn cái hành của mình các bạn xanh, rất là xanh luôn nha các bạn. Không có cái dấu hiệu là vàng lá luôn nha các bạn ha. Thì trong những cái mô hình trước là có hơi vàng lá là do là mình mới trồng các bạn, thì cái mô hình này thì lá nó rất là xanh nhờ mình đi phân hạt tím này các bạn. Dinh dưỡng đạm rất là cao luôn á. Thậm chí cái phân hạt tím này các bạn thì nó có thể là giúp là cải tạo đất cho các bạn luôn. Nói chung là ví dụ như là các bạn là đất bạn là nó đang bị chai các bạn, như khi mà bạn bón cái loại phân này vô á, thì cái loại đất của bạn á, là nó sẽ không còn chai nữa các bạn. Và khi mà bạn thu hoạch xong cái hành này này các bạn, thì bạn có thể trồng lại một cái loại cây trồng khác ngắn ngày, ví dụ như là cải thìa nè, như là cải ngọt, cải ngồng gì đó, thì nó cũng sẽ phát triển rất là tốt nha các bạn ha. Thì có bạn là hỏi mình là cái thời vụ mà khi mà thu hoạch cái hành này á, thì nếu như là mùa nắng thì nó sẽ là bao nhiêu, mùa mưa là bao nhiêu. Thường á, nếu là 1.000 mét vuông á, cho ở mình á, là 1.000 mét vuông á là một công đất nha các bạn ha. Còn ở ngoài miền khác là gọi là một sào đất. Thì nó sẽ mùa nắng thì nó sẽ thu về là khoảng là 4 tấn nha các bạn ha, trên 1.000 mét vuông. Còn ở ngoài mùa mưa á, là cái mùa nghịch á, thì nó sẽ thu về là khoảng là 2 tấn nha các bạn. Đó thì ở đây là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của mình cho các bạn cùng xem luôn. Ở đây là mình lên clip cũng khá đều nha các bạn ha, mô hình này là chuẩn luôn á. Thì các bạn có thể là xem nè, còn cái khoảng cách nè để mình đo gang tay cho các bạn xem nè, một gang tay nè các bạn không? Đó. À đây, một gang tay cây nữa nè, bụi nữa nè. Một gang tay nữa các bạn, đó. Đây một gang tay nữa nè. Nó đây mình quay thực tế cho các bạn xem như vậy luôn á. Đo chính xác bằng tay luôn. Đó. Khi mà nó nở bụi các bạn, khi mà bạn trồng khoảng cách như vậy á, khi thì nó nở bụi rất là to nha các bạn ha.
như vô phân này nè, nó cũng hạn chế là ít bệnh nữa. Thì nay quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng hành tiếp tục với các bạn, thì bạn nào chưa like hãy like cho mình ha. Thì hiện tại kênh của mình cũng quay rất là nhiều loại cây trồng, thì trong đó là có cây hành này các bạn, cây cà pháo nè, và một số loại rau ngắn ngày như cải các bạn, thì các bạn có thể là xem cũng như là trồng xen canh với nhau, hoặc là các bạn khi mà trồng xong cây hành thì các bạn có thể là chuyển cái loại cây trồng khác, thì các bạn có thể là tham khảo trên kênh của mình ha. Thì đó, thì mấy lần trước các bạn thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn những cái mô hình mà trồng hành mà để mà kinh doanh rau sạch các bạn trong một cái mô hình mà nhà lưới á, thì các bạn có thể xem lại cái mô hình đó. Mô hình đó thì mình chia sẻ cũng khá là kỹ nha các bạn ha. Còn trong cái mô hình này á, thì mình đã nói là mình chia sẻ cho các bạn cái loại phân á, mà giúp cho cái cây hành các bạn thì nó xanh tươi tốt á, thì như mình cũng đã chia sẻ đó là cái loại phân là phân hạt tím ha, 12-4 sẹt 2 cộng TE nha các bạn. Đó, ở đây mình quay sơ cho các bạn xem ha. Thì bạn nào hay chưa like hãy like cho mình nha các bạn, để mình có động lực để mình ra những cái video tương tự cho các bạn cùng xem ha. Đó, đây thì mình trồng cũng gần lộ các bạn, thì có xe nè, chạy qua chạy lại nè. Có cái hệ thống ống nước đầy đủ luôn nha các bạn. Thì các bạn trồng đồ thì nên đi một cái hệ thống ống nước, khi mà mình tưới tiêu thì nó cũng được đều hơn nha các bạn ha. Đó, mình lên clip nè. Và các bạn phải lên clip cao một chút, cao một tí, để cho khi mà có lỡ mà có trời mưa các bạn thì nước nó cũng thoát nước được luôn nha các bạn ha. Vì cây hành này khi mà nó ngập nước á, thì nó cũng sẽ bị hư nha các bạn. Rồi thì mình cũng chia sẻ cho các bạn vậy nha. Để quay sơ cho các bạn tí nữa thì mình sẽ kết thúc cái video này. Ở đây mình quay nó hơi rung nha các bạn, thì do mình quay quay bằng điện thoại các bạn. Nè các bạn, ở đây mình đi bằng rơm nè. Các bạn thấy rơm không? Rơm khi mà mình mới lấy tép các bạn mình trồng á, thì mình cũng phải ủ một lớp rơm này nè, đặng cho nó giữ ấm cái nhiệt cho cái cây hành các bạn, thì nó cũng dễ phát triển hơn. Khi mình tưới nước các bạn, nó giữ lại cái lượng nước nữa nè, ở đây đều đường nước các bạn, cũng như là cái hệ thống ống nước của mình nè. Đó, để ngồi xuống quay sát góc cho các bạn xem ha, nó nhìn rất là đã mọi người ha. Đó, đây bộ này cũng khá là ổn ha. Thì cứ nếu mà nếu là cái mùa thuận thì 1.000 mét vuông là sẽ được 4 tấn nha các bạn, còn mùa nghịch thì sẽ được là 2 tấn. Đó, nhìn rất là xanh mướt mướt luôn nha các bạn ha. Rồi thì video mình quay tới đây thôi nha các bạn. Rồi mình mến chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của mình nha. Rồi mình xin được xin chào.